Đây, à nhầm. À đúng chiều rồi, chữ iPad. Đây là chiếc iPad Gen 10, sản phẩm thuộc thế hệ iPad giá rẻ nhất dành cho sinh viên. Có thể là sinh viên BUV, RMIT gì đó thì mới dùng đến chiếc iPad này. Mà thôi, nói chung là mình là người đầu tiên ở Việt Nam được cầm trên tay và mở hộp chiếc iPad này cho anh em. Cho nên là đi vào video nhá. Cái chiếc hộp này nhìn qua các bạn có thể thấy là nó sẽ khá giống hộp của iPad E4 hay là iPad E5. Tuy nhiên điểm đặc biệt là nó sẽ có một cái giải siêu ở phía sau để xé ra. Nó rất là giống với cả những cái chiếc iPhone. Xé siêu nào. Xé từ bên này qua nha. Có mở được một siêu không ta? Ui, không thể mở bằng được một siêu các bạn ạ. Mình đã muốn thử mở một siêu giống kiểu iPhone xem được không, nhưng mà cái hộp này hơi dày, cho nên là mình sẽ phải xé nốt cái siêu còn lại nha. Cái tiếng xé siêu của con iPad này nó sướng hơn rất nhiều so với cả iPhone, thề luôn. Đấy là hộp của chúng ta nhá, để qua một bên này. Rồi, cái iPad này mình sẽ để tạm sang bên cạnh. Tất nhiên là hôm nay mình đã mang đến đây một chiếc iPad E5 để so sánh theo đúng yêu cầu các bạn luôn. Là rất nhiều anh em hay quan tâm hỏi là liệu cái chiếc iPad Gen 10 mới này nó có ngon được bằng iPad E5 hay không. Thì đây, để tôi so sánh nhé. Đây là một cái bộ dây hướng dẫn sử dụng. Bên trong thì không có logo quả táo ha. Kỳ lạ thật đấy. Đây là bên trong hộp của chiếc iPad Gen 10 này. Một củ sạc. Đây là sạc chuẩn của Singapore nha, bởi vì đây là máy xách tay Singapore. Tất nhiên rồi, bây giờ thì chúng ta chưa có iPad Gen 10 phiên bản chính hãng ở Việt Nam. Mình đang mua với cái mức giá sớm ban đầu rất đắt, khoảng 20 triệu cho một con iPad giá rẻ Gen 10 như thế này. Cho nên hiện tại anh em quan tâm tới iPad mới, đặc biệt là các dòng iPad giá rẻ dành cho học sinh sinh viên mà cấu hình vẫn ổn để dùng lâu dài, có thể là hết 4 năm đại học ấy, thì mình nghĩ các bạn nên chọn mua luôn iPad 10.2 inch, tức là iPad Gen 9 ấy, thay vì cái chiếc iPad Gen 10 này. Bởi vì bây giờ giá nó đắt và kể cả tương lai khi nó về Việt Nam giá cũng đắt nốt, vì giá khởi điểm của nó nước ngoài là cao hơn iPad Gen 9 tận 120 đô cơ mà. Như mình thấy Cellphone X đang có chương trình mừng trăm điểm đổ trăm deal, nhiều ưu đãi cực kỳ khủng lên tới 50%, và hiện đã có 100 cửa hàng trên khắp cả nước rồi. Thì sắp tới từ ngày 28 tháng 10 tới ngày 30 tháng 10, Cellphone X sẽ có chương trình sale iPad Gen 9 Wi-Fi 64GB chỉ còn là từ 7.800.000 mà thôi. Một mức giá thật sự ổn, và đặc biệt là nếu anh em xếp hàng mua sớm tại Cần Thơ sẽ được áp dụng giá chỉ là 7.490.000. Anh em quan tâm thì click ngay link bên dưới nhé, và chơi game nữa để nhận code giảm giá đến tận 200k nha. Nếu mà các bạn nhìn kỹ vào bên trong ạ, các bạn sẽ thấy rằng đây là củ sạc 20W và tặng kèm một cái dây sạc là dây C2C. Tất nhiên rồi, dây này là dây bện vải nha, khá là giống như cái dây tặng kèm với iPad E5. Nói chung là cái trải nghiệm mở hộp của mình với sản phẩm này á, thì nó cũng sẽ giống với cả iPad E5 và iPad E4 thôi. Đó, chúng ta có một cái sản phẩm máy phẳng như thế này. Bên trong thì sẽ lại có một cái dây sạc và một cái củ sạc. Hiện tại thì Apple chưa đến cái mức cắt giảm gọi là bảo vệ môi trường quá đáng với cả các sản phẩm iPad. Không như iPhone là các bạn vẫn sẽ có cái dây sạc và củ sạc tặng kèm ở trong hộp luôn, chứ không bị loại bỏ củ sạc đi nữa. Đây, trong lúc chờ máy khởi động thì mình cùng so sánh qua một chút về thiết kế của nó với chiếc iPad E5 nhá. Mình cũng đã có đặc biệt chọn ở đây một phiên bản là E5 màu xanh. Thì các bạn có thể thấy là cái tông màu xanh của chiếc iPad Gen 10 này nó có vẻ tươi tắn, nó đậm đà hơn một chút. Nó không kiểu nghệ pastel hay là lại công nghiệp theo kiểu chuyên nghiệp của iPad Pro, mà đây là một màu xanh rất là thuần. Toàn bộ các phần cạnh viền này, cạnh dưới này, cạnh trên này, mặt sau này hay là mặt trước này, thì mình thấy nó đều có một cái trải nghiệm cầm nắm sử dụng không khác biệt gì so với chiếc E5 cả. Và mình vừa mới nhầm là cái con máy mình cầm trên tay là con E5 đấy. Tất nhiên là nó vẫn sẽ có một chút cái sự khác biệt về mặt thiết kế bên ngoài. Xét theo thông số thì bộ máy này sẽ có kích thước lớn hơn iPad E5 tương đối ở chiều dài và chiều dọc, dày hơn khá nhiều nha. Thay vì là 6.1mm thì lên tới là 7mm cơ, bởi vì nó dùng màn hình non laminated, cái này tí nữa mình sẽ nói sau. Và sẽ nặng hơn khoảng 15g. Tuy nhiên do đây là tablet khá to rồi, cho nên là khi cầm trên tay như thế này thì cũng khó nhận ra sự khác biệt lắm. Các bạn sẽ thấy chúng ta không có cái smart connector phía sau lưng nữa, mà nó đã được dịch chuyển ra cạnh viền bên trái nhá. Nam châm để hút những cái phụ kiện của chiếc iPad này nó sẽ nằm ở dưới cạnh này, chứ nó không nằm ở sau lưng. Nút nguồn tích hợp luôn Touch ID, đó là cảm biến vân tay một chạm. Hay là cạnh dưới chúng ta có cổng sạc USB Type-C, cũng như là có 4 cái khe rỗng ở đây. Nhưng tất nhiên đây không phải là loa quad channel, không phải là loa 4 kênh như là iPad Pro. Đây là loa stereo ở chế độ landscape, tức là chế độ ngang thôi. Một loa ở phía dưới này, một loa ở phía trên này. Khi các bạn cầm ngang thì loa nó sẽ là loa 2 kênh, loa stereo nhé. Còn khi các bạn cầm dọc thì nó không có trải nghiệm stereo lắm, nó vẫn chỉ là trải nghiệm loa kép trên dưới thôi. Ít nhất là nó hơn hai cái loa ở bên dưới này, giống kiểu con iPad Gen 9 ngày xưa. Thì khi các bạn cầm ngang chơi game nó không đã bằng. Thì con này nó sẽ hướng tới là đối tượng người dùng ngang nhiều hơn. Và đặc biệt nhất, các bạn sẽ có webcam.
nằm theo chiều ngang ở cạnh viền bên phải như thế này, thay vì là chiều dọc giống như là bao nhiêu cái chiếc iPad lâu nay. Đây là cái sản phẩm máy tính bảng đầu tiên của Apple mà có trang bị với webcam nằm ở chiều ngang như thế này, giống như kiểu là Samsung Galaxy Tab hay là Huawei MatePad ấy. Các hãng làm bao nhiêu năm rồi, cuối cùng bây giờ Apple cũng chịu làm. Đáng tiếc là camera này vẫn chỉ quay được ở độ phân giải tối đa là Full HD thôi. Và đây là những gì mình quay trực tiếp từ camera trước đã được nâng cấp ở trên iPad Gen 10 cũng như là thu âm trực tiếp từ máy luôn. Và mình sẽ so sánh nhanh với cả video quay từ iPhone 14 Pro Max. Cái cúc camera trước phải gọi là xịn nhất của Apple bây giờ thì các bạn thấy hai cái khung hình này nó sẽ ra sao. Thu âm thì mình sẽ đổi giữa cả hai máy luôn liên tục trong cái quá trình quay này để các bạn nhận ra được. Để các bạn có thể so sánh được nhá. Và đó, mình sẽ không giấu các bạn là máy nào quay từ cái nào giống như kiểu là mấy cái lần mình blind test đâu, mà mình sẽ để ở đây cho các bạn xem luôn. Và khả năng chống rung của nó thì cũng không được tốt cho lắm, nhưng mà rõ ràng với một chiếc iPad thì thế này là quá ổn rồi. Và tất nhiên do một số những sự khác biệt về thiết kế này thì chúng ta sẽ có một số điểm cộng và một số điểm trừ nữa. Điểm trừ đầu tiên, các bạn thấy cái này là cái gì không ạ? Bút Apple Pencil mình đang mua cùng để tí nữa mình còn review kỹ hơn cái chiếc iPad Air, iPad Gen 10 này. Tuy nhiên có một cái vấn đề ấy, là các bạn sẽ không thể dùng Apple Pencil đời 2 được, các bạn phải dùng Apple Pencil đời 1 và lại cắm một cái dongle kết nối. Bình thường với những chiếc iPad Air 5 chúng ta sẽ có cái cổng hút 500 cũng như là sạc không dây luôn cho bút Apple Pencil đời 2 ở cạnh viền. Các bạn có thể đặt cái bút vào và nó hút ngay lập tức như thế này. Mình đang dùng ở đây một chiếc iPad Air 5 luôn, màu hồng. Với cái chiếc iPad Gen 10 này thì ở cạnh viền, vì là chúng ta đã có cái camera, cái webcam này rồi, cho nên có thể là Apple đã không có đủ không gian để trang bị những cái phần hút 500 hay là sạc không dây cho Apple Pencil nữa. Để chứng minh cho cái điều này thì cái chiếc iPad Pro, tí nữa mình xem vào hộp nhé, iPad Pro chạy chiếc M2 mới nhất ấy, nó vẫn sẽ phải có cái camera đặt dọc chứ nó không đặt ngang được. Thì đây là một cái minh chứng cho việc là đến cái chiếc máy xịn nhất nó cũng phải hy sinh một số thứ để có thể là có cái bút Apple Pencil 2 hút 500 sạc không dây ở mặt cạnh, chứ nó không được một cái đặc quyền là webcam đặt ngang như thế này. Màn hình chiếc máy này thì có kích thước là 10.9 inch, tương đương với cả iPad Air 4 hay là Air 5 khác, và nó là công nghệ IPS LCD 60Hz, vuốt chạm cũng bình thường, chậm chậm, không mượt lắm. Bị một cái nữa đó là màn hình non-laminated, tức là cái tấm cảm ứng và tấm hiển thị nó không ép chặt vào nhau, cho nên nếu mà các bạn nghiêng cái màn hình này đi một số góc ấy, thì sẽ thấy có cái khoảng hở ở giữa màn hình và cái phần kính phía trên. Khi các bạn vuốt chạm thì cảm giác nó sẽ ít đã hơn so với Air 5 hay là so với iPad Pro. Kể cả khi các bạn dùng bút ấy, cảm giác cái độ chính xác của nó cũng sẽ ít đi một chút. Rồi, ok, đó là tất cả những gì mình thấy khác biệt và mới mẻ về cái chiếc iPad này. Còn lại mọi thứ khác cơ bản sẽ giống một chiếc iPad Air 4. Từ thiết kế bên ngoài cho tới cả cấu hình bên trong luôn. Đấy là nó sẽ chạy con chip A14 Bionic và có hỗ trợ 5G. Mức giá của nó bán ở nước ngoài cho phiên bản 64GB bắt đầu là từ 449 đô. iPad Gen 9 là bắt đầu là từ 329 đô nha. Và cái mức giá này khiến cho cái chiếc iPad này khi về Việt Nam chắc chắn giá nó sẽ cao hơn rất nhiều so với cả khoảng giá 10 triệu của chiếc iPad Gen 9 ngày trước. Cho nên hiện tại mình nghĩ là không có lý do gì để các bạn mua cái chiếc iPad này cả. Có thể là ở nước ngoài người ta chỉ có hàng mới, người ta chỉ có một số lựa chọn như vậy, nhưng mà ở Việt Nam các bạn hoàn toàn có thể mua iPad Air 4 ngay bây giờ hoặc là iPad Air 5 ngay bây giờ. Thì các bạn nghĩ sao về cái chiến lược của Apple lần này khi họ ra mắt một cái chiếc iPad như thế này? Nó còn chạy chip yếu hơn cả iPad mini. iPad mini là chạy A15 Bionic đấy. Thì đừng quên để lại comment ở bên dưới nha. Xin chào, hẹn gặp lại.